Dạ được rồi chị, không sao đâu. Dạ. Lái xe hello đi. Quay video làm giữ lại làm kỷ niệm. Dạ. Vào hết vào nhà anh lộn chị một cái. Dạ thôi được rồi chị. Đi ngày chiều em cũng bánh cháo cho nó ăn rồi. Không sao, nó không đói đâu. Quay lại mấy mốt làm kỷ niệm nha. Mấy gọi cá ăn cũng được chị ha. Ăn được ạ. Gọi cá nó làm tên. Bên nhóm kia xâm tụ. Nhóm trong cùng xâm tụ nhất á. Nó giống đồ mà tiên là bắt tay à, tiên đến nhau.
Không, Thiên ăn được. Thiên ăn được. Anh ăn vậy là ngon lắm rồi đó. Ôi vậy hả? Em tự làm được, không sao đâu. Có nĩa rồi. Em nhận tôi, anh nữa thôi. Tôi cholesterol. Vậy rồi.